Vâng, và hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho mọi người về chiếc máy in Canon 2009. Vũ sẽ mở nó ra cũng như giới thiệu về chức năng một số cái bộ phận để mọi người xem thử cái cấu tạo của chiếc máy Canon 2009 này có khác gì so với máy HP 1102 không. Ngăn để giấy. Máy này là máy Canon 3000 rồi, cũng giống y chang nha. Nếu mà mọi người có đang sử dụng máy Canon 3000 thì cách mở rồi cũng cấu tạo mực rồi cũng bị cao hàng chiếc. Thì chúng ta tiến hành mở ra. Ở đây nó có hai con ốc. Rồi chúng ta mở hai con ốc này ra. Ở đây chúng ta có một cái bát màu trắng, chúng ta phải đẩy nó ra thì cái nắp nó mới thoát ra được. Chúng ta dùng cái vít dẹp này. Rồi đẩy nhẹ nó về phía trước một xíu để chúng ta thoát ra được cái bát ở trước đây. Lấy được cái nắp. Phía trong bên nó cũng sẽ có một cái bát màu trắng. Chúng ta phải dùng cái dẹp để nảy cái này này. Nắp này phía trước chạy nhẹ. Đó, xong chúng ta lấy nắp bên hông này, xong rồi chúng ta bỏ nắp sau này ra. Đó. Đây chúng ta có hai nắp. Quay một nắp bên này. Mở hai ốc đây. Đây chúng ta có một cái bát nhựa. Nhớ giữ này lại để chúng ta gắn lại. Đây là cái nắp trên của máy Canon 2009. Đây là bên trong của máy Canon 2009. Về cái cấu tạo nhìn sơ sơ là nó cũng khá là giống cái máy HP 1102, nhỏ gọn. Đây chúng ta có là đây là bo nguồn của nó, và bo connector thì nó lại là bên này. Đây là bo điều khiển chính của máy in. Đây là bộ nhông, hệ thống bánh nhông giúp truyền động làm cho bộ sấy nó chạy cũng như là điều khiển của bộ bắt giấy.
so với HB 102 thì cái bo cọc meter thì nó nằm luôn bên này, chính thì nó lại nằm bên này. Đây chúng ta có bộ sấy và đây là bên trong của nó. Chúng ta lấy được một cái. Nếu các bạn nào mà chưa biết cách nạp bậc 12 này thì nhớ bấm đường link coi cách nạp bậc 12 của Vũ đã làm rồi. Giờ chúng ta mở bộ sấy ra thử. Chúng ta phải rút những cái dây này ra để chúng ta gỡ bộ sấy ra chứ không nó sẽ vướng. Chúng ta có một cái cọng dây màu đen này, chúng ta tháo này ra. Chúng ta sẽ tháo cái này. Tháo cái chốt trắng này ra. Luôn cái bo này ra luôn nha mọi người. Đây nó sẽ có một con ốc. Đây là bộ sấy. Bộ sấy của máy Canon 2009. Về cái cấu tạo bộ sấy hình dạng kích thước nó cũng là khá là tương đồng so với cái bộ sấy 1102, HB 1102. Nhưng mà cái linh kiện của nó thì lại không xài chung. Nó đây cấu tạo cũng có bao lụa và rulo ép. Nó chỉ xài chung bao lụa thôi, còn rulo ép này nó phải xài rulo ép của đúng Canon 2009 thì mới được. Ở đây cũng. Đây chúng ta có con sensor nhận giấy báo giấy ra. Ở đây chúng ta cũng có một cái bề đen cũng giống như HB 1102 để mà điều khiển quá trình bắt giấy, hướng giấy chạy lên để nó lên tới sấy. Đây chúng ta có một cái miếng nhựa màu xanh, cũng là một bánh xe, cũng là một miếng nhựa dùng giúp để tách giấy. Nó làm cho giúp cho tờ không có bắt nhiều tờ mà chỉ mỗi lần chỉ lên chỉ được một tờ thôi. Giấy miếng tách giấy này mà nó bị mòn thì nó sẽ làm cho bắt giấy lên rất là nhiều tờ. Phía trước này chúng ta có cái hộp quang. Đây là cái hướng để giấy, nơi để giấy. Nó lại có hai ngăn để giấy, ngăn trên và ngăn dưới. So với máy HB 1102 thì nó chỉ có một ngăn dưới thôi, còn máy này thì lại có thêm một ngăn trên này nữa. Mở bề đen ra thử. Đây chúng ta có hai con ốc. Cách mở bề đen này là gì, nó cũng giống như cách mở bề đen của HB 1102 thôi.
giấy. Đây này cũng có bánh răng, có rờ le này sẽ điều khiển cái bánh răng này, khi mà máy in nó đưa tín hiệu xuống bo nó sẽ xử lý, nó sẽ điều khiển rờ le này, và rờ le này sẽ nhả cái bánh răng ra, và lúc đó cái bánh xe này sẽ quay và giúp bắt cái tờ kéo tờ giấy lên. Ở đây chúng ta có những con sensor, những con cò nhận giấy để báo giấy, cũng như ở đây có một cái cò để báo là đã có mặt hay chưa. Ở đây là cái cấu tạo bên trong của nó, không có gì phức tạp. Đó, và Vũ đã tháo ra rồi, hôm nay giới thiệu cho mọi người sơ về cấu tạo như chức năng của một số bộ phận. Thì hy vọng mọi người sẽ có thể thấy được cái cách mở cách làm của Vũ, để chúng ta có thể tự mở, tự làm, tự sửa chữa nhà của mình.